ôn lại một chút nhé, ôn lại một chút, chúng ta có thể ghi vào trong sách nhé, để ghi vào trong sách này. Sách trong miếng. Tức là chúng ta xét cái phản ứng thứ nhất, đấy là cái phản ứng là mới của y này, hoặc là M2ON đi, M2ON đi. Rồi M2ON này. Chúng ta có thể viết là cộng với HCl này. Thì nó sẽ ra là MCl N lần này cộng với nước đúng không? Đấy, thì trong bài toán này chúng ta có mấy cái cách làm. Nhất là thì chúng ta sẽ có cái chỗ là ở đây thì cái phản ứng này nó phản ứng trao đổi nhé. Đây coi là phản ứng trao đổi. Phản ứng trao đổi ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây ta thấy là ở đây là oxy này, oxy và Cl trừ nó sẽ đổi chỗ với nhau. Kim loại M này đang đứng với oxy thì sau phản ứng nó sẽ kết hợp với cả Cl trừ nhé để tạo thành muối. Sau đó là chúng ta sẽ có cái sự đổi chỗ, và đổi chỗ này tuân theo quy tắc là bảo toàn điện tích. Oxy của mình đây là oxy 2 trừ. Do đó là đây là một oxy 2 trừ. Nó viết hẳn số 1 cho rõ nhé. Còn đây sẽ là hai lần Cl trừ này bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích nhé. Còn nếu mà chúng ta sử dụng với H2S4 thì nó hoàn toàn tương tự. Nhưng mà cái hóa trị nó hơi khác một chút. Cộng với H2S4 thì nó sẽ ra là M2S4N lần đúng không? Cộng với nước. Thế thì như vậy ở đây chúng ta sẽ có là cái sự đổi chỗ ở đây sẽ là oxy 2 trừ này, nó sẽ đổi chỗ cho S4 2 trừ. Oxy 2 trừ. Và chúng ta nhìn ngay thì ra nhìn ngay là đoán được, chúng ta tư duy theo kiểu này thì nó sẽ nhanh hơn. Oxy 2 trừ thì sẽ đổi chỗ cho S4 2 trừ. Trên hai cái dấu mũ điện tích này thì nó sẽ bằng nhau rồi. Trên ở đây chúng ta chỉ cần nhân một thôi. Ở đây thấy viết rõ là một nhé. Một ở đây nhé. Nó viết rõ là một ở đây. Đấy. Thế còn bình thường thì chúng ta làm thì không cần viết số 1 được. Chúng ta nhớ lại một chút nhé, cái này vẫn là bảo toàn điện tích thôi. Thì ngoài ra thì luôn luôn có là gì? Ngoài ra chúng ta luôn có là cái trong cả hai phản ứng thì H cộng thì nó sẽ kết hợp với cả oxy đúng không? H cộng này kết hợp với oxy 2 trừ thành nước. Đấy. Là một cái quy luật chúng ta vận dụng để tính nhanh số mol đấy. Nhiều bạn học các bài nâng cao thầy nhiều rồi, chúng ta nhớ có cái phản ứng này chúng ta luôn có cái oxy 2 trừ và H cộng cái mối liên hệ đó. H cộng này cộng với oxy 2 trừ và thành nước. Thì như vậy nó sẽ là 2H cộng cộng oxy 2 trừ tạo thành nước. Và trong các bài toán nâng cao của mình thì nó chính là cái NOC NH cộng thì nó sẽ gấp đôi NOC 2 trừ theo đúng cái phản ứng này đây. Ở đây chúng ta cái này thì nó luôn luôn đúng cho trường hợp là phản ứng với một axit hoặc thậm chí cả hai axit cũng thế nhé. Và chúng ta cũng có thể là áp dụng bảo toàn M này rồi bảo toàn nguyên tố như bình thường. Trong một số trường hợp chúng ta linh hoạt áp dụng này được. Thì nhiều bạn cũng muốn áp dụng theo kiểu này ấy, thì nó có thể là nó quen thuộc đơn giản hơn nhưng mà nó lâu hơn một chút. Nếu áp dụng trực tiếp được các kết quả bài toán này thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các ví dụ. Đồng. 4, 5, 6 ví dụ, 7 ví dụ, quá nhiều rồi. Ví dụ gần 1 phần 3 thôi, là chúng ta luyện tập thôi. Hôm nay chúng ta, nói chung là hôm nay cái đề này thì mọi người chắc là sẽ làm được hết đấy. Hôm trước các bạn làm ở trên lớp học thì, nói chung là trong giờ là các bạn làm được gần như hết cái đề này. Thế thì, người ta sẽ cho 4,32 gam hỗn hợp này, tác dụng với HCl này. Thu được M gam muối này là giá trị của M là. Như vậy người ta chỉ hỏi M gam muối này thôi chứ người ta cũng không có hỏi từng cái này là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ gộp chung vào nhé. Hỗn hợp bích của mình bây giờ mình sẽ viết lại là thành là M2ON. M2ON chúng ta cộng với HCl thì thành là MClN cộng với nước. Và chỗ này chúng ta có đây là 4,32 gam. Ở đây chúng ta có là cái này thì người ta đang hỏi đây, và HCl của mình là 0,15 nhé nhân với 1
Như vậy HCL của mình là 0,15 anh nhé. HCL là 0,15 này. Thế thì như vậy thì bài toán này thì chúng ta có thể áp dụng cái định luật bảo toàn cũng được. Nếu mà đổi chỗ thì thực ra nó cũng không nhanh lắm, tăng giảm khối lượng cũng được. Nhưng mà chúng ta có thể để dành cho bài sau cũng được. Bài này chúng ta có thể áp dụng này. Bảo toàn M đi, nó dễ. Đầu tiên chúng ta bảo toàn hydro nhé. Bảo toàn H trước để tính đốt nước này. Còn H thì chúng ta sẽ có là NHCl này. Rồi đây chúng ta có 1H nhân 1 này bằng N nước. Đây mình có 2H nhân 2 thì suy ra ở N nước nó sẽ bằng là 0,075. Đấy. N nước nó sẽ bằng 0,075. Sau đó mình bảo toàn M thôi. Bảo toàn M thì chúng ta sẽ có là M của M2ON mình biết rồi này. Đấy, cộng với cả M của HCl này. Thì bằng M của muối đấy, người ta hỏi M muối đấy. Đây M muối đây. Cái này chính là M của MClN đây. Cộng với M này, cộng với M nước. Đó, thì chúng ta bấm ra kết quả bao nhiêu luôn. Điền đáp án này. Tí ghi đáp án vào giấy cũng được, tí nộp form luôn được. Điền vào đây, xong tí ghi đáp án điền luôn. Đấy, cái bài đầu tiên này chúng ta có thể vận dụng bảo toàn nguyên tố cũng được. Bởi vì nếu không thì chúng ta phải dùng tăng giảm khối lượng thôi, không cần lắm. Bài sau, chúng ta sẽ sử dụng như vậy. Đây. Rồi, tiếp theo là bài bài 5 nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng xử lý như thế. Bài 5 này chúng ta sẽ cho là 3,8. Ở đây người ta cũng hỏi là H2O4 thôi. Và người ta cho các oxit, như vậy là cái ba thằng này chúng ta không quan tâm nó là cái gì đâu. Đấy, chúng ta chỉ cần biết là có hai phản ứng là M này cộng M2ON. Và nhập M cộng với oxy thành là M2ON nhé. Chúng ta viết luôn oxy này ra M2ON này. Ta sẽ có đây là 3,86 này. 3,86 thì cái này là 4,66. Nếu bảo toàn M thì sẽ được là gì? Suy ra là NOC nó sẽ bằng bao nhiêu? NOC là 4,66 thì 3,86 chia cho 16, em bấm cho thầy xem bao nhiêu. Chia đi 3,86. Chia cho 16 luôn nhé. Ở đây chúng ta để oxy 1 thôi cũng được cho nó dễ. Bài tập thì để không quan trọng. Để oxy 1 hay oxy 2 thì tùy mình cách mình xử lý về sau đấy nhé, nên ta để oxy một thôi nó sẽ tiện hơn đấy. Em bấm ra cho thầy xem bao nhiêu. Cũng 3,86 8 chia cho 16 thì sẽ là 0,05. 0,05 đúng không em? Nếu mà nhầm thì bảo thầy nhé, 0,05 cái này, 0,05. Sau đó thì cho toàn bộ lượng oxit này ta dùng H2O4, như vậy chúng ta sẽ có là M2ON cộng với H2O4. Nó sẽ ra là M2O4 N lần. Đấy, thì ra mấy cái này thì một bạn nào quen rồi chúng ta nhầm hết thôi. Còn đây là coi như chúng ta làm nó cẩn thận thì chúng ta viết ra từ đầu thôi để cho mọi người hiểu cho rõ thôi. Bạn nào quen chúng ta nhầm luôn. Đối với trường hợp H2O4 này thì mình dùng cái H cộng với cả oxy 2 trừ thì cũng được, nhưng mà tuy nhiên chúng ta nên dùng là cái O2 trừ này. O2 trừ này nó sẽ được thay thế bởi S4 2 trừ. Oxy 2 trừ ở đây nó sẽ đổi chỗ cho S4 2 trừ. Oxy 2 trừ này đổi chỗ cho S4 2 trừ đúng không? Thì hai cái này đều là 2 trừ rồi nên là diện tích nó sẽ là 1. Thì thằng này là 0,05. Thì suy ra thằng này là 0,05. Đấy. Thế thì ở đây thì như vậy là chúng ta tính được cái SO4 hai trừ này. Thì NSO4 hai trừ thì nó sẽ chính bằng N2SO4. Sau đó thì chúng ta sử dụng các công thức như cái này liên quan đến chúng ta tính N dung dịch 2SO4 chứ. N dung dịch H2SO4 thì nó sẽ bằng là MH2SO4 chia cho C%. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức là ở đây chúng ta có khối lượng riêng này là khối lượng riêng của dung dịch, thể tích dung dịch sẽ là cái thể tích dung dịch tối thiểu ở đây, tức là cái lượng phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 bằng M dung dịch H2SO4 chia cho D dung dịch H2SO4. Đấy, với khối lượng riêng thôi thì chúng ta sẽ bấm nốt ra kết quả nhé. Được chưa? Thì cái này chúng ta sử dụng với trao đổi cũng được, mình sử dụng cái H cộng cũng được, nên dùng cái này. Cái này dùng này.
Đấy thì nó có vài công thức đấy thôi, thì chúng ta cứ xử lý dần cho nó quen thôi. Và tiếp theo như vậy của chúng ta là sẽ là HCl. Thì nó gần tương tự thôi, nó cũng thêm một ví dụ nữa cũng được. Ở đây chúng ta lưu ý là bạc với cả đồng à, vàng với bạc thì nó không phản ứng với oxy nhé. Nên là chúng ta phải tách riêng nhé. Như vậy chúng ta sẽ có Au này, Ag với M này. M của mình đây đại diện cho là đồng sắt kẽm. M đây đại diện cho đồng sắt và kẽm. Cộng với lượng oxy dư này đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hai oxy, ở đây oxy dư rồi nhé, cộng phản ứng xảy ra hoàn toàn thì sẽ thu được các oxit. Oxy dư này. Chúng ta sẽ thu được cái hỗn hợp X này. Hỗn hợp X này nó sẽ gồm có bạc vàng không phải đến để nguyên đâu, kiểu còn cái này chúng ta sẽ viết thành N2O. Sau đó thì như vậy chúng ta cũng giống như bài trên, chúng ta sẽ tính ngay được cái này là 23,2 gam này. Cái này là 16,8. Chúng ta bảo toàn M đi nhỉ. Toàn M xem là tính ra oxy bao nhiêu thầy. 23,2. Ờ 23,2 trừ đi 16,8. 16,4 chia cho 16 nữa thì sẽ là 0,4. Và toàn M suy ra được oxy bằng 0,4. Oxy đây chúng ta tính oxy nguyên tử nhé. Tích dung dịch HCl2M đấy, cần phản ứng. Thì với HCl2M thì thằng bạc với thằng vàng này nó vẫn đương nhiên là không phản ứng thì kệ nó thôi. Nói chung không phản ứng kệ nó. Chỉ có thằng M2N phản ứng với HCl thôi. HCl. Thì thành MClN. Cộng nước. Đấy thì cái này mình dùng cái đổi chỗ cũng được, mà nếu không thì dùng cái AS cộng cộng oxy hai trừ cũng được. Ở đây là oxy này thì rõ ràng nó vẫn là oxy trên này thôi nhé. Oxy này lấy từ đây thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ có là 2H cộng cộng oxy hai trừ. Đấy. Tiếp đến là thằng này là 0,4. Tính đốt ra thằng này là 0,8. Thế đó là xong. 0,4 thì tính ra thằng này là 0,8. Nha, đấy thế nhé. Tiếp theo nữa bài 7. 0,8 HCl 0,8 này ta tính được nốt về ấy nhé, tính được nốt cái thể tích nhé. Chia ra 0,4. Đốt cháy A gam một sắt này trong B gam cũng sắt. Ở đây chúng ta có cái dữ kiện là số mol FeO bằng số mol Fe2O3. Thì chúng ta lưu ý là với dữ kiện mà số mol bằng nhau nhé. Với cái dữ kiện này. Chúng ta sẽ có là FeO này cộng với Fe2O3 thì nó sẽ thành là gì? Fe3O4. Nó cộng cơ học được phương pháp quy đổi cho. Bởi vì số mol bằng nhau nhé, số mol bằng nhau thì cộng được. Đó, lưu ý số mol bằng nhau thì chúng ta sẽ cộng được. Còn nếu không bằng nhau thì cũng chưa chắc. Như vậy đốt cháy A gam sắt trong thu được B gam hỗn hợp các oxit sắt. Chúng ta lưu ý là như này này. Sắt này. Chúng ta cộng với oxy này. Thu được các oxit sắt. Thì oxit sắt ở đây nó sẽ bao gồm gì? Tế độ này. Nếu bài trên tế độ này đó. Quan trọng này. FeO này. Fe3O4 này. Fe2O3 trước đi. Đấy, Fe3O4. Thì hai cái này là mol bằng nhau này, bằng mol này. Thì ta sẽ suy ra được là giống áp dụng kết quả cho này vào đó, thì cái này nó sẽ tương đương với Fe3O4 và Fe3O4 đúng không? Đấy.
Như vậy cuối cùng là tương đương với việc là nó chỉ có một mình M3O4. Đấy thì chúng ta mới xử lý bài này, vì lúc sau nó sẽ cho mỗi cái dung dịch HCl này thôi. Cho mỗi dung dịch HCl này thôi. Đấy. Đấy thì chính là x đi, cái này chính là x. Ở đây là x này. Và cuối cùng là tương đương x cũng chỉ có mỗi này thôi. Sau đó thì người ta cho tác dụng với HCl đúng không? Thì chúng ta có thể là Fe3O4 này. Cộng với HCl này. Chúng ta sẽ ra là cái này thì nó hỗn hợp của oxy sắt 2, oxy sắt 3 nhé. Cho nên nó sẽ là FeCl2, FeCl3. Được. Đấy, nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng không cần cân bằng hết đâu. Chúng ta chỉ cần với cái kết quả chúng ta là có 4 oxy thì nó sẽ là 8H cộng. Cân bằng nhanh. Cân bằng nhanh thì là 4 oxy thì 8H cộng. 4 oxy thì cộng với 8H cộng. 4 oxy 2 trừ cộng 8H cộng thì thành 4 nước. Đây mình là một oxy 2H cộng. Một nước, đây nhân đôi hết lên thôi. Thế đây có 4 oxy chúng ta để cân bằng nhanh, cái này là số 8. Bằng nhanh đây là 8. Đây là cân bằng nhanh để chúng ta làm cho nó nhanh đấy. Có nghĩa là em có số mol Fe có số mol HCl phát để em nhẩm phát ra Fe3O4 luôn. Để chúng ta đỡ phải cân bằng phần còn lại. Xác là phần còn lại, tức là phần này mình không cần phải viết để làm sao cho nó nhanh thôi. Được chưa? Còn bạn nào thích thì chúng ta cân bằng phần còn lại, nó hơi lâu, 4 nước đấy nhá. Thế còn giờ còn lại thì chúng ta có thể tự tính đốt. Ta hỏi em đốt là cái gì này, ta hỏi agam sắt với cả bigam oxit thì chúng ta sẽ tính được cái Fe3O4 này. Điền số mol đây nhé, HCl đây là 0,08, chúng ta tính ra này là 0,01. Chúng ta sẽ có là N sắt thì bằng 3 lần NF3O4. Còn lại là B gam, đây thì chính là B gam ở đây. Đây chính là B gam đây. B gam này thì chúng ta sẽ tính được F3O4 thôi. Nhân lên 132. Lên. A gam ta tính đốt. Đấy thì cái bài này chúng ta có đặc điểm quy đổi như thế. Cũng có một cách quy đổi như vậy. Tính đốt. Và tiếp theo nữa là một cái bài tìm công thức. Thì chúng ta lại xử lý nó hơi khác một chút. Tìm công thức. Oxit sắt. Ví dụ này, 252. 25,2 để hòa tan hết lượng oxit sắt này cần vừa đủ này. Thì bài này có cả cách làm mà chuẩn chỉnh. Cái làm chuẩn chỉnh thì bài này thực ra là vẫn phải thử thôi. Kể cả làm chuẩn chỉ thì vẫn phải thử. Làm chuẩn chỉ mình làm như như bài trên được là Fe2O4. Viết Fe2O4 đi. Thôi bài này viết FeXOY đi cho nó khác. FeXOY đi. FeXOY thì oxy sẽ là trừ 2 nhé. Còn sắt thì nó sẽ là dương 2Y trên X. Sắt là dương 2Y trên X. Cộng với H2O4. Thì nó sẽ ra là sắt là 2Y trên X. Viết này trông khá là cồng kềnh đúng không? Nhưng sẽ sắt này là sắt 2Y trên X. SO4. SO4 mình là 2 trừ như vậy chỗ này sẽ là 2. Chỗ này sẽ là 2Y trên X. Đúng nhất. Chúng ta cân bằng nhanh thì chúng ta biết là một chúng ta lưu ý là một oxy 2 trừ thì nó sẽ tương ứng với một F4 2 trừ. Đúng không? Một oxy 2 trừ này thì tương ứng với F4 2 trừ cho nó nhanh. Đấy là cân bằng này, nó dài. Thế thì bây giờ chúng ta có chỗ này là sẽ là thì chúng ta sẽ có là gì? Thì như vậy nếu đây là y này, y oxy 2 trừ thì chỗ này sẽ là y hết 4 2 trừ.
Đấy, Y hết 42 trừ thì mình mới điền cái hệ số cân bằng này lên đây. Thì nó thành Y. Oxy của mình ở đây là Y rồi nhé. Bởi vì đây là Y oxy rồi này. Nhưng mà chỗ này S 42 trừ thì chưa có Y. Nên phải thêm Y vào mình có thể làm như vậy. Đây là cách thứ nhất. Đây thì mình làm mấy bài toán mà tìm công thức thì nó cũng giống như mọi khi thôi, thì chúng ta sẽ chuyển đến xử lý cái 25,52 này này. Chúng ta sẽ có H2O4 này, nó sẽ là 0,44. Chúng ta điền vào. Đây là 0,44. Chúng ta điền vào đây sẽ là 0,44 trên Y. Như vậy là chúng ta sẽ có là 56x cộng Y này. 56x cộng 16y. 56x cộng 16y nhé. 56x cộng 16y thì nó sẽ là 56x cộng 16y thì nó sẽ là m lớn của thằng này nhân với cả số mol thì sẽ là 0,44 trên y. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 25,5. Đấy, cái cách làm ra chuẩn chỉ thì chúng ta làm thế này nhé, và cuối cùng là chúng ta thử ghi đó, chúng ta lưu ý lấy ghi nó có ba cặp giá trị, lấy ghi nó có ba cặp giá trị. Và cặp thứ nhất là 11 này, cặp thứ hai là 23 này, và cặp thứ ba nó là 34. Cặp thứ ba là 34. Được chưa? Bây giờ đang mới bấm cái nào thỏa mãn thì đang bấm. Mình sẽ bấm là 56x. 56 alpha x này. Cái gì này? Alpha x này. 16 alpha y. Quên không đóng mặt rồi. Ta đem nhân với cả 0,44 chia cho y. Rồi ta bấm can nhỉ. Can thì x nó sẽ bằng 1, y cũng bằng 1 luôn này. Có xong được. Bấm xôn đi, ship xôn đi. Từ 25,52. Ship xôn. Y nó sẽ bằng 1. X bằng bao nhiêu? X bằng 0,75, không thỏa mãn rồi đúng không? Y bằng 1, x bằng 0,75, 0,75. Có nghĩa là nó sẽ là 34. Thử hết cho mọi người xem này. Chip xôn y bằng 3. X bằng 2,25 cũng được. Đấy, y bằng 4 thì cũng được. Chip xôn y bằng 4. Y bằng 3. Đấy. Thì cặp này chính là cặp thỏa mãn này. Với bởi vì cái này bài này giới hạn oxit sắt thì nó chỉ có mấy thằng này thôi. Thỏa mãn. Đấy là cái cách mà chúng ta gọi là chuẩn chỉ chúng ta làm nhé. Cách thứ hai như sau này. Thứ hai là cách mà chúng ta mò. Cái này thì nói chung là làm những bài nó dễ dễ thôi thì ok thôi. Nhiều bài nó giấu kỹ thì không làm cái này. Chúng ta lấy 25,52 lần lượt chúng ta chia cho m lớn. M lớn của FeO này thì nó sẽ là 72 này. Đây chính là m lớn của các oxit sắt. Hoặc là 72 hoặc là cái Fe2O3 thì 160. Và cái Fe3O4 này thì là 232. Chia này thì nó chỉ có mỗi một cái giá trị là tròn thôi. 25,52 chia cho 52 chia cho lẻ lắm rồi. Nó là lẻ. Rồi lấy 25,52 chia cho 25,52 lại chia cho 160, nó cũng đẻ nốt. Không được tròn lắm. Vẫn tính được thì không được. 25,52 lại chia cho 232, còn lại nhất 0,11 số chuẩn đó. Đấy, 0,11 thì tính ra thì thằng kia nó mới là 0, ấy được. Đấy thì như vậy ưu tiên thử cái H2
Thử với Fe3O4 này. Cộng với H2O4 này. Cái này là 0,11. Chúng ta nhẩm ra xem là cái này 0,44 thì có đúng không? Thì cái này là đúng. Bởi vì chúng ta thấy là NOC2 trừ. Giống như bên trên này nhé. NOC2 trừ thì nó sẽ bằng NOC4 2 trừ. Và NOC2 trừ chỗ này ta lại suy ra được là NOC2 trừ thì là 0,11 nhân 4 bằng 0,11 nhân 4. Để viết lại thế nào đây. Thì ta suy ra NOC bằng 2 trừ bằng 0,11 nhân 4 nữa nhé. Bằng 0,44. Và nó thỏa mãn việc là bằng với N, thỏa mãn NOC2 trừ bằng NH4 2 trừ. Đó, giống như bên trên này, giống bên trên này, NOC2 trừ bằng NH4 2 trừ. Đấy, bài toán mình quen đi quen lại nó thế. Đó. Rồi chúng ta nốt cho cái ví dụ nữa. Ví dụ nốt ví dụ 17 18. Còn cái câu 22 thì thầy sẽ viết hướng dẫn để tí mọi người suy nghĩ nhé. Câu 17, 18 này. 17 này thực ra thì câu 17 này nó giống với một câu mà hôm thi mình làm rồi. Thi mình làm rồi. Ôn tập bài học, ôn tập học kỳ làm rồi. Vậy chúng ta sẽ có là M2O này. Trường hợp này là M2O này. Cộng với bây giờ chúng ta cộng với HCl. H2O4. HCl ở đây thì cái này nó người ta viết này tỷ lệ 43, đây là tỷ lệ mol. Trước các bạn hỏi vẫn chính xác. Vẫn chưa nói kỹ, tỷ lệ này là 43 là tỷ lệ mol. Thì nó sẽ là 4x này. 3x. Thì sẽ thu được cái muối. Muối thì mình có thể viết dưới dạng là Mn cộng cũng được. CL trừ. Đấy, đồ 4 trừ. Hoặc là viết riêng hai muối được thì cũng cho thành. Cộng nước. Người ta cho mình đây là 2,81 gram. Đây là 6,31 gram. Cái này chúng ta dùng cái việc mà thay thế điện tích cũng được, nhưng thay thế điện tích nên là có hai thằng thì làm không được thật bị nhầm mất. Vì chúng ta có thể làm đơn giản như cái bài đầu tiên ấy, là chúng ta dùng bảo toàn hydro để tính ra nước, trong bảo toàn khối lượng thì tính nước này. Bảo toàn hydro thì chúng ta sẽ có là 4x nhân 1 này. 4x này nhân với 1H, 3x này nhân với 2H bằng n nước nhân với 2. Đúng. N nước nhân với 2. Thì như vậy chúng ta sẽ suy ra được là n nước, suy ra n nước. N nước chúng ta tính theo x thôi thì sẽ là 4 5x đúng không? Đúng rồi, 5x. Rồi chúng ta bảo toàn m thôi. Bảo toàn m chúng ta viết luôn nhé, 2,81 này. Cộng với cả 4x nhân với 36,5 cộng với 3x nhân với cả 98 bằng 6,31 cộng với cả 5x nhân 18. Mình ra cho thầy xem ra bao nhiêu. 0,01. Rồi. Rồi, thấy sao nồng độ thì mọi người tự tính nốt. Đấy, cái này này bạn nào làm quen rồi thì dễ thôi. Công việc lại thế nhá. Chúng ta tiếp tục một ví dụ nữa. Tức là khi người ta cho hỗn hợp FeUi với cả Cu với cả HCl người ta làm. Thì đầu tiên là cái Fe3O4 này. Chúng ta sẽ viết qua phản ứng một chút nữa. Sau rồi chúng ta sẽ viết sơ đồ phản ứng để thầy giải thích cho tại sao nó ra thế thôi. Thì còn lại thì chúng ta sẽ viết theo sơ đồ thôi. Fe3O4 này cộng với HCl thì ra FeCl3 cộng với cả FeCl2 cộng nước. Sau đó thì chúng ta thấy là Cu này thì nó không tác dụng với HCl đâu. Lưu ý. Cu không tác dụng với HCl. Cộng với cả nhưng mà lại cộng với FeCl3. Đấy. Mình nhớ phản ứng này nhé. Thì ra CuCl2 cộng FeCl2. Đó. Và đề bài lưu ý là đề bài là có chất rắn
còn chất rắn. Chất rắn đây thì chính là gì, chúng ta lưu ý là các cái muối này tan hết nhé, các muối SL này tan hết, còn chất rắn thì suy ra là chỉ có thể CU dư, và CU dư thì chúng ta lưu ý là suy ra cái SL3 hết luôn. Đấy, thì cách viết phản ứng này cũng làm cách, chúng ta có thể làm theo cách thứ nhất. Ta vẫn ưu tiên làm theo kiểu là chúng ta viết sơ đồ phản ứng hơn nhé. Sơ đồ phản ứng như sau này. Đó, sơ đồ nó lên. Sơ đồ này. Sơ đồ lên và chúng ta gộp lại luôn nhé. CU này. F2O4. Số tỷ lệ số mol tử cũng là 3:1 nhé. Thì nó sẽ là 3x này. Ở chỗ này sẽ là x này. Ở chỗ này 42,4 gram. Cộng HCl. Cộng HCl này mình gộp các cái phản ứng trên vào nhé. Gộp. Gộp các phản ứng trên vào thì chúng ta mới thấy rằng là đây, kết quả nó là trong dung dịch thì nó sẽ thu được là CuCl2 và MgCl2 thôi. Đó. Cộng với cả nước. Chúng ta lưu ý là cộng với CuCl2. Đúng không? Chúng ta viết tư duy hoàn toàn theo phản ứng này thôi. Còn lại chúng ta thể tư duy ngay là sự với CU dư thì chắc chắn này F2SO3 hết, bởi vì nó xảy ra phản ứng thứ hai và các phản ứng xảy ra hoàn toàn luôn. Nói chung là trong các bài toán mà tác dụng với dung dịch thì thường là người ta cho đa phần nhiều là phản ứng xảy ra hoàn toàn, trừ khi người ta cố tình gài gắn cái câu gọi là kiểu phản ứng sau một thời gian ấy, không biết. Em tính luôn bài này chắc là sẽ tính luôn nhé. Đã tính luôn, đầu tiên tính cho thầy x ra bao nhiêu anh? Bấm cho thầy x ra bao nhiêu anh? Cho nhanh. Rồi, chúng ta sẽ có là 64 này nhân với 3x cộng với 232 nhân với x bằng 422,4. Cái này số giấy còn bao nhiêu? X này bằng bao nhiêu? 0,1. 0,1 tròn luôn à? Ví dụ tròn rồi. Thế bây giờ với bài toán mà mình lập sơ đồ này mình cứ bảo toàn nguyên tố dần xong. Hình như còn dữ kiện gì chưa chưa biết sao nhỉ? Hình như còn HCl rồi. Không. Chúng ta không ta. Rồi. Chắc là ok. Đấy. Thì cách thứ nhất là mình làm theo cái phản ứng này, mình điền vào dần từng cái một mình tính nó cũng ra. Nhưng bài này thì mấy bài khó hơn mình cũng không xử lý được. Bây giờ chúng ta xử lý như sau. Thì ta lưu ý là gì? Chúng ta có kết quả của mấy bài toán trên đấy, giống như mấy bài trên mình vừa làm ấy, thì mình sẽ có là gì? NH cộng bằng 2 lần N oxy 2 trừ. Và oxy 2 trừ thì ở đâu? Đây oxy 2 trừ đây. Đúng không? Nó chỉ xảy ra cái phản ứng của cái oxit này với HCl này. Oxy 2 trừ thì lại bằng là 2 đã này. Và oxy 2 trừ là 4x. Như vậy là bằng 0,8 nhé. Để ý chưa? Đấy. Chúng ta điền vào đây. 0,8. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có là gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta bảo toàn sắt trước. Bảo toàn sắt. Suy ra là NFeSO3, AFeSO2. Thì nó sẽ bằng là 3x bằng N sắt để FeSO2 nhân 1 bằng 3 nhân x để suy ra là FeSO2 nhé. Vậy FeSO2 này thì sẽ là 3x là 0,3. Đúng chưa? Đấy. Thì sau đó thì mình sẽ tính ra đây và bảo toàn tiếp ra CuCl2. Bảo toàn tiếp thì ra CuCl2. Như vậy chúng ta bảo toàn CL. Chúng ta suy ra được là bảo toàn CL thì chúng ta sẽ có là NHCl nhân với này. NHCl nhân với 1 thì bằng NCuCl2 nhân 2 cộng NFeCl2 nhân 2. Ta lưu ý là NH cộng đây sẽ chính bằng NHCl rồi nhé. Đúng không?
Đấy, mình cách làm như thế. Bình thường các bạn làm cái này, chúng ta viết này ra thì nó dài thôi. Nhưng mà bạn nào vận dụng quen rồi thì nhẩm hết, điền dần lên sơ đồ này nó ra nhanh hơn. Bởi vì khi mà chúng ta viết kiểu này thì nó sẽ khá là dài. Nhưng mà trông thế thôi, vận dụng nhiều quen đánh. Đấy, nhưng mà đến chỗ này thì mình sẽ suy ra được là NaCl2. Chúng ta lưu ý là cái này là 0,8. Đây là 0,8 rồi. Để điền vào đây. NaCl2 này là 0,3. Thì suy ra NaCl2 này là 0,1 nhé. Thay vào đây tính là sẽ ra luôn. Thầy nhẩm luôn ra được. Cái này 0,8 này. Cái này là 0,6 này. Thì chỗ này còn 0,2 mà chia 2 còn 0,1. Đó, thế nó nhẩm nhanh. Xong cuối cùng chúng ta sẽ suy ra được N. Ở toàn đồng thì suy ra NaCl. NaCl dư thì sẽ là 3x trừ đi 0,1 là 0,2 và bảo toàn CU nhé. Ok chưa mọi người? Đó. Cái bài này thì chúng ta nói rồi là viết ra thì nó lâu này thôi, nhưng mà làm vận dụng quen, cố gắng vận dụng quen đi để về sau còn làm thêm các bài nâng cao nữa thì nó sẽ nhanh. Chứ còn tất nhiên là với bài toán đơn lẻ này thì mọi người cũng có thể làm theo chất rắn, đây chính là MCG. Nó suy ra 10 gam chất rắn. Ra nhân đốt 64 lên là ra 10 gam chất rắn. Đấy, xong. Đấy, thế còn là bình thường thì chúng ta có thể làm theo cái này cũng được. Chúng ta điền số mol ở đây. Tính ra FeCl3, tính ra FeCl2. Xong rồi điền số mol CU ở đây. Xong rồi điền số mol FeCl3 ở đây. Chúng ta cân bằng hai phản ứng này. Cân bằng hai cái phản ứng này. Xong rồi tính xem là CU dư bao nhiêu. Thì bình thường đều được. Đấy, nhưng mà thao tác đấy thì đối với các bài toán mà nó phức tạp hơn thì nó không bổ lắm, nên là chúng ta cố gắng suy nghĩ thêm để làm. Đấy, ví dụ như bài 22 này, nó khác biệt rồi. Mình sẽ hướng dẫn bài 22 cho mọi người cũng tính. Bài 22 này chúng ta có dấu hiệu là đây, chúng ta cho này một mol axit phản ứng này thu được người. Và cái axit phản ứng này thì nó sẽ liên quan đến oxy. Thế còn với CO dư 42 gam chất rắn thì bài toán CO nó cũng liên quan đến việc oxy, cho nên nó là x này mình sẽ phân quy về đúng bản chất là nắm được vững được hai dạng bài toán này làm được sắt này, nó sẽ quy x này về sắt này, CO và oxy thì nó cộng với HCl đúng không? Cái này có hai cái, thứ nhất là cộng HCl, đúng cộng HCl, cộng HCl thì NHCl bằng một, HCl bằng một này thì chúng ta sẽ suy ra được là NOC hai trừ bằng NH cộng trên hai, đúng không? Quen thuộc không? NOC hai trừ bằng NH cộng trên hai bằng 0,5. Chúng ta có thể điền cũng 0,5 đây. Còn chúng ta tiếp tục sang phản ứng thứ hai, các tử hoàn toàn cũng được hai gam mới được x bằng COG này, cộng với COG cộng COG thì chúng ta sẽ thu được chất rắn là 42 gam. Thì trước cộng COG thì thằng oxy này nó sẽ đi hết vào CO2 đúng không, còn ra là CO đúng không, đây cái này là 42 gam. Chúng ta lưu ý cái bài toán CO thì hồi trước trên kim loại mình đã học rồi đấy. Bản chất là chúng ta có là N oxy này sẽ bằng NCO này. Đó, như vậy chúng ta sẽ tính được cái này luôn này. Cái này là A gan, mình tính được luôn. Chúng ta sẽ tính được mới. Với đây 42 gan thì rõ ràng là sắt đồng đây rồi. Thì cộng oxy thôi. 42 cộng với cả 0,5 nhân 16. Là bằng bao nhiêu? 50 đó. 50. Rồi, cái này chúng ta còn phải xử lý cái đoạn kia, quên không biết rồi. Tôi viết lại xuống dưới thôi. Lộ có thể xóa cái này đi nhé.
Đấy, một này từ HCl bằng một này chúng ta sẽ suy ra được là oxy bằng 0,5 nhé, điền vào đây luôn này, nó nhanh. 0,5. Thế còn đây người ta nói là giống như mấy bài trên thôi. Đây ta quay lại chỗ này một mol axit phản ứng này, còn lại chất rắn không tan thì chắc chắn là Cu này. Như vậy chúng ta sẽ thu được là CuCl2. Đấy, vậy CL2. Bảo toàn điện tích cũng được hoặc là viết này cũng được. Thôi được, viết này đi, CuCl2 này. VCl2 cộng với thích thì viết cộng nước cộng với Cu dư. Cu dư đây là 0,256A gam. Đó. Thì người ta sẽ hỏi phần trăm khối lượng Cu trong F(x). Chúng ta có thể đặt. Này là x, cái này là y đi. Rồi sao nào? Mày đặt bên này hơn nhỉ? Rồi. Đặt bên nào được, tôi đặt đây cũng được tùy. Rồi đặt bên 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 này đi, bên này hơn. Cái này chắc chỗ này hơn này. Tức đây y này. Đấy thì chúng ta sẽ còn các phương trình nữa là gì? Thứ nhất là bảo toàn clo thôi, chúng ta dùng phương trình bảo toàn clo và phương trình khối lượng này. Hoặc là phương trình mờ sắt đồng này luôn cho nó nhanh này. Là phương trình bảo toàn clo. Bảo toàn clo thì chúng ta sẽ có là 2x cộng với 2y thì bằng 2 nhân 1. Được chưa? Đúng không? Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có là mờ sắt cộng mờ đồng cộng hết vào đó. Chúng ta sẽ có là mờ sắt cộng mờ đồng. Cái này mình không cần dùng đến. À chắc vẫn có để tí tính phần trăm. Mờ sắt cộng mờ đồng. Ở đây là bằng 42 này nhé, chúng ta cộng hết sắt đồng vào này, 64x này. Cộng với cả 56y. Cộng với cả chỗ này nữa nhé. Nhớ cộng chỗ này nữa không quên này. Cộng 200 0,256A. Sắt đây. À đồng đây, đây là đồng đây, 64x này. Sắt đây. 56y đây, mà cộng đồng đây nữa. Thì bằng tổng sắt đồng là 42g. Đấy bấm cho thầy xem mới ghi bằng bao nhiêu. Đúng chưa? Chắc là đúng rồi. À, cái này sao lại 2 nhân 1 nhỉ? Cái này là 1 nhân 1 ý nhỉ? Nhầm đấy. Thì số 2 nhiều quá. 1 nhân 1 thôi. Số mol HCl là 1 nhân với cả 1 clo mà, đúng không? Nhiều khi nó cuốn quá phát là biết là như thế là qua. 6y là 50. Mờ sắt cộng mờ đồng là 42 thôi, 42 trừ đi 0,256 nhân với 50. À, số đẹp rồi. À, triển khai thôi. Nhá. Mờ sắt cộng mờ đồng này bằng 42 đấy nhé. Đó. Ra bao nhiêu? 0,15 với cả 0,35. Chúng ta tính phần trăm sắt ra cho nó dễ. Đồng lại mất hai chỗ đi bằng 0,35 không trừ đi cũng được nó dễ. Vậy là sẽ là 0, số đẹp này, số đẹp 15 nhân với cả 56 trừ 50 16,8% trừ đi thì còn có sao 50 nhìn nhầm trong. Đúng rồi này. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X ban đầu đây. Okay.
Như ngược ngược số rồi, y mới là sắt đúng không nhỉ? Đang viết là y mới là sắt, nhầm. À, sao được. Y mới là sắt thì như vậy sẽ là 0,35 nhân với cả 56 chia cho 50. 9,2 thì trừ đi. Trong đáp án này. CU trong tháp X đúng rồi này. Y là sắt. À, ta chưa trừ oxy này. Quên trừ oxy. Ủa, tính cái này nó vẫn hơi trong vấn đề bích này mình còn oxy nữa, nó tính hơi lâu. Thôi thôi tính đồng chính trực tiếp đi, tính trực tiếp nó ra chứ mình tính nhanh. Cái kia là chỗ này nó chỉ có sắt với đồng thôi, quên mất còn oxy nữa. Thế thì phần đồng của mình đây nó sẽ là 64x này cộng với cả 0,256a, 64 nhân với cả xì là 0,15 nhân với 50. Đấy, ra là 44,8 này chuẩn. Tính ra hết rồi, đoạn cuối tính cứ loay hoay mà. Đôi khi là hơi lâu lâu tí. Đấy. Thế nhá. Đấy thì cái bài này thầy hướng dẫn này là khá là kỹ rồi đấy nhá. Hướng dẫn trên lớp học thì nó hơi khác một chút, nhưng mà về cơ bản thì có thể hướng dẫn kiểu khác cũng được. Nhưng mà đây là thầy hướng dẫn khá là kỹ rồi. Thì chúng ta sẽ làm hết cái đề này xong ta nộp form với thầy nhé, từ giờ đến khoảng 5 giờ đi.